Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi, Yêu Bộ, xin chào 500 anh em. Tôi vẫn tiến chào 500 anh em. Tôi, Rốt Trà, chào 500 anh em. Anh Bộ thì vẫn chưa khỏi ốm các bạn ạ. Nên là hôm nay tôi vẫn sẽ tiếp tục thay anh Bộ dẫn chương trình. Và tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa. Vào chủ đề chính luôn thì hôm nay anh em tôi sẽ làm món ốc khổng lồ nướng siêu cay. Ủa, nghĩ đến quê nhở. Nướng muối ớt chứ. Nướng muối ớt siêu cay. Và kia anh mình đã chuẩn bị rất nhiều ốc khổng lồ rồi. Giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là số ốc mà anh mình đã mua các bạn ạ. Anh ơi, cái con này nó tên là khổng lồ à? Em có thấy nó to không? To. Nó to thì gọi là khổng lồ chứ nó có tên là ốc giác. Con này to vậy. Rất chứ. To và nặng. Cân đi em thử cân luôn đi. Nặng thật. 9 lạng. To không? Mắc to. Bạn ơi, con này bạn mua tiền 1 cân đấy. Con này tôi mua 300.000 một cân. Một con này gần 300.000. Tính cả vỏ đây. Thế là cái tôi đang tưởng tượng là không biết cái vỏ với cái bên trong cái nào nó nặng hơn nữa. Một lát nữa nhưng mình ăn xong sẽ cân lại cái vỏ. Mà thịt nó dài chắc lắm mà lại cũng được. Hoa văn cũng cái thịt ở cái chỗ lưỡi này của nó mình sờ rất là cứng các bạn ạ. Không biết một lát nữa anh em mình nướng chín nó có cứng và dai như vậy không nữa. Chín mới cảm nhận mà. Anh cứ thử tái chanh luôn nào. Và đây mình có chuẩn bị thêm một chút nguyên liệu để anh em mình tưới lên khi nướng, đó chính là một chút ớt bột, muối to, đường, ớt. Anh em mình sẽ giã tất lên và tưới lên để nướng thôi. Thôi anh cứ đi nhóm nó đi để cho lên nướng rồi nghĩ thèm. Anh qua rửa để em làm chỗ nguyên liệu này. Ok. Bạn này chắc kỹ bề mặt đây chưa? Hay là mình đập ra mình kỹ hết? Không, mình muốn để cả vỏ, mình nướng cả vỏ mà bạn. Bạn chỉ cần kỹ cái mặt, cái khe của nó thôi, cho nó hết nhớt đi là được. Bạn có thấy nó nhớt không? Nhớt bạn ạ. Đây tôi kỹ đây. Và đang nghĩ đến cảnh nó chín rồi đấy. Còn chín rồi anh ạ. Ừ. Đây em xếp dàn bớt đi. Cho luôn nha. Đây bạn cho đi, tưới lên đi. Ui giời ơi nhìn cay nhờ. Ui đến cái kia nó càng nó lẫy nó có hoa hòe, giờ nhìn cho ớt vào nhìn đấy. Càng đặc sắc hơn, càng hấp dẫn hơn. Giờ thành hoa ớt. Ui ôi ngồi đây nghĩ lại thấy thèm thèm đói đói. Ui giời.
Thế này cầu mong chín nhanh lên để được. Thôi để anh quạt nhanh nhanh một chút rồi cho lửa to cho nhanh chín anh em cần thưởng thức. Với anh em xong cứ ngồi giải lao kia, nhưng mà bọn em nướng chín xong bọn em gọi ra thưởng thức anh em. Nếu mà ra một tí nữa thì chắc còn 7 cái vỏ. Anh ơi, ăn hết chỗ ốc rồi xong còn cần đổ vỏ không anh? Đổ vỏ. Ôi ốc này là anh mang về anh làm dây chuyền bọc vàng làm mặt. Xuyên. Thế thôi bọn em đỡ phải mang đổ vỏ là anh ạ. Sau 30 phút anh nhìn mình nướng, mình nghĩ là nó chín rồi. Bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để chuẩn bị thưởng thức thôi các bạn ạ. Đi bạn bỏ ra đi. Ua. Thơm thật. Thơm thế. Thơm lừng luôn chứ. Quả này không ngon không lấy tiền luôn này. Anh ơi. Đi mang ra bàn kia thôi. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức món ốc rác khổng lồ này các bạn ạ. Và kia anh mình có chuẩn bị một bát muối tiêu chanh kia rồi. Nhìn rất là cay. Ra đúng không bạn? Anh ơi, công cụ hỗ trợ đều rồi. Ua, to nha. Trong nó còn sót gì không để đập anh ạ? Hết rồi, đây rồi, chắc là hết rồi. Ua, cắt nhỏ ra để thưởng thức luôn bạn. Em nhìn thấy cái này nghĩ có đấy. Thường phức bạn ạ. Anh ơi, cắt. Ua. Alo, có ai ở đây không? Đây, cắt đây. Môi ra. Đây, cắt đây, thưởng thức ạ. Dài à? Cắt luôn cái bát này em ơi. Thấy dài không em? Mòi tiếp nhỉ? Ủa. Chắc chắn đấy. Nhìn kiểu cắt cái thịt nghĩ phê lắm rồi. Được rồi. Được rồi, nào thưởng thức đi. Em thưởng thức đi. Thấy mũi nhắm miếng. Ôi. Ôi trời phương. Được rồi. Mời tất cả các bạn nè. Chúc đi. Chấm. Ủa thương quá. Mời các bạn đi. Mời tất cả các bạn nè. Kiểu tròn tròn xịt xịt đấy ạ. Đây anh em mình đang thưởng thức kia bên đây. Ngay nó kiểu như con mực khổng lồ ngày xưa nhà mình nướng á. Kiểu dày đặc thịt nhai không? Và các bạn nè. Đó là hương vị của ốc á. Anh ơi, em ăn thì cảm giác nó dai như kiểu như ốc biêu lần trước anh em đi nhặt ở ngoài đồng ấy. Nhưng mà mùi vị nó thơm hơn, khác, nó đặc biệt hơn. Đây con ốc có giá trị. Đúng rồi, cay quá. Lại hôm nay đùa chứ cái món ăn ngon là ruồi đến bực lê ấy. Cứ món ăn ngon là ruồi nó bay đến. Thế nào anh em thấy mùi vị nào ạ? Ngài chay răng nhỉ? Chay răng à? Được rồi, dài mỏi mồm ạ. Rồi. Thôi, yên tâm anh ạ. Chạy em nghĩ ở trong chắc nó vẫn còn đấy. Thế rồi, ăn đi để anh ấy đục con nữa, thử xem nó có gì mới mẻ hơn không. Hay quá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món ốc rác này các bạn ạ. Tên con này nó khá là kỳ quặc đây. Đây các bạn này, nhìn ngon nha. Mình mời tất cả mọi người nhá. Nó bảo tính rồi. Tính rồi. Em nhìn cái cục này em đang tưởng tượng cái dạ dày con đà điểu. Hôm trước nó kiểu trắng màu như này. Ăn giòn giòn sực sực. Nó lại còn dai dai dài. Uầy. Nó gãy đũa.
Nhưng mà như bên trong vẫn ăn được, phải cậy ra. Bên trong thì phải... Đây là bị đứt đấy. Đứt yên tâm anh ơi, mình có công cụ hỗ trợ. Công cụ hỗ trợ rồi. Anh vỡ hết, mình sẽ ăn cả miếng này. Ủa chết, cho một phát hết luôn, chấm một phát hết luôn. Cảm giác giòn giòn ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Xứng đáng giá 300 nghìn một cân. Bạn thấy xứng đáng không? Sao mà nó lại ngon như này, nhưng mà nó cay anh ạ. Cay này đúng không? Sật sật. Cay lắm, có thể mình dã nhiều, nhiều hạt tiêu, cay. Thử cái chỗ thịt bên trong xem cảm giác như thế nào. Ủa nó quá, trong rất bốc hơi vậy. Đấy, đúng rồi, ăn nó ngọt, ngon lắm. Đúng rồi, bỏng ra rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dài chắc. Ôi, con này chắc dai hơn hay sao ấy. Cái đầu mặt của nó cảm giác nó giòn giòn dai dai ấy. Nhà anh không mất cả. Phần thân thân gần gần dưới này mà cũng ăn nó cũng ngon. Cho ăn tầm độ 3 con chắc về chạy quay hàm mất rồi. Rồi. Em ơi, chắc không thể bằng sáu mai được. Sáu mai rồi. Sáu mai tiến nhai mã hết một con. Em mà ăn 3 con là hơi căng đấy. Cay quá. Nói, trời mưa rồi. Mưa. Em này tưởng nước ở đâu bắn ra cơ. Mưa, mùng sau rồi. Từ từ trước đi, để cho hết đi, để anh mình tránh mưa, trú mưa đi. Ăn một tí ở bên trong mà xem nó thế nào. Đẹp quá. Nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Bạn Khoa thử đánh giá về cái con ốc này mà. Tôi lần đầu tiên được ăn con ốc khổng lồ to như này mà. Cái gì đây? Vì điều có ăn nó kiểu dai dai chật chật rất là ngon. Thơm. Nhưng mà rất là tuyệt vời. Ai mà chưa được thưởng thức thì nên cứ mua ăn một lần. Nhưng mà ăn nó này chát quá bạn. Bạn mua 300 nghìn một cân chát quá. Gần 300 nghìn một con, gần 300 nghìn một con. Em thì cũng thấy rát này. Ăn tế bổ. Rát mồm nhé. Thực sự ăn con này khá sang bổ. Quá sang luôn rồi. Đấy, anh mình đánh chén gần hết rồi và cũng mưa rồi. Anh mình mang ra cân thử đi. Đây để em chạy bàn mấy cân nhé. Đây anh cân đi không? Để cân thử cho xem. Em quay thẳng cân ra đây. Đó. Cân lên cho các bạn xem. Em chọn cái vỏ to nhất. Úi giời. Cái vỏ 7 lạng các bạn ạ. 9 lạng con 7 lạng chứ đã được qua 2 lạng thịt à? Anh ơi, em không biết là cái con ốc này nó lặng thịt, à nó đắt tiền ở thịt đấy, nó đắt tiền ở vỏ lắm rồi. Tận 7 lạng vỏ này thì khả năng là em nghĩ là anh xem liên hệ lại với cái người bán thì... Thôi, trả lại vỏ anh ạ. Bây giờ anh mình sẽ đi rửa cái vỏ đi, coi như đây là một cái kỷ niệm, đúng không? Anh mình sẽ giữ lại tất cả vỏ những con ốc này. Cất vào trong tủ kính anh. Kỷ niệm. Mai anh bọc vàng đeo cổ. Thế để Tiến phá hủy thử một con đã xong thì anh em mình sẽ mang rửa hết số còn lại để mang cất vào tủ kính. Đấy thì em thử phá hủy ra bên trong có còn cái gì hay không? Có cắn lắm. Bọc kim cương thì sao? Ui dồi. Con này chắc là nó quý giá nhất là cái vỏ. Rồi. Anh em mình dùng hẳn búa, nó khó vỡ các bạn ạ. Có xít 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 ở trong. Ý xít á, xít á, bị chết á. Con này là ốc xoáy rồi. À đây, chỗ này nó vỡ rồi, anh đập lốt rồi này. Anh em muốn đập nốt cái này nhé. Bỏ này cứng mà đi làm áo giáp rồi. Cái ruột đúng không? Nhìn nó cứ nhèo nhèo lảo nhìn nhanh nhanh. Con này nó cuốn mấy tận đây rồi bạn ạ. Con này chắc là... Anh đập hết đi. Chắc là được một lạng ruột bạn ạ. Vậy là một lạng ruột này. Và hai lạng thịt. Còn lại sáu lạng vỏ. Mới đầu tôi cứ tưởng là nó phải được 5 lạng thịt cơ. Nhưng mà thật bất ngờ là không thể được như vậy. Chắc bỏ nhà bà lấy. Buồn nhờ. Thôi rồi, dù gì anh mình vẫn phải giữ lại kỷ niệm 6 cái vỏ kia. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh ở nhà. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.